Độc hành thiên hạ tập 100 Bạch Tây Yêu Thánh nghe thấy vậy, gật đầu nói phải. Nhưng bỗng nhiên hắn giật mình tỉnh ngộ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên áo lam đứng trên một cái quan tài màu đen, mỉm cười đối với hắn. Người là ai? Bạch Tây Yêu Thánh trong lòng cẩn thận. Thiếu niên áo lam này có thể đi tới phía sau hắn. Hắn không ngờ lại không chút hay biết. Có thể thấy được thực lực của người này không phải là nhỏ diệp húc chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn cuộc chiến của khổng chịu yêu thánh và khổng tước buồn bã nói ta đã trở lại chẳng lẽ năm trăm năm đã trôi qua sao hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía của bạch tây yêu thánh mỉm cười nói ngươi vừa rồi nói ta bị người ta trấn áp năm trăm năm còn có chuyện này nữa nếu ở trong tay của ngươi ta sẽ chết rất khó coi bạch tây yêu thánh ngươi nghĩ ta là ai diệp húc diệp thiếu bảo ngươi làm sao có thể thoát ra khỏi Bắc hải bí cảnh cơ chứ Bạch Tây yêu thánh trong lòng còn sợ hãi, nhưng sắc mặt lập tức khôi phục lại như thường, khí thế cũng kéo lên, cười lạnh nói, cũng tốt, nhưng lão già kia không trấn áp được ngươi, vậy để ta tự mình động thủ thôi. Hắn còn chưa dứt lời, Diệp Húc đã nhanh chóng bước lên, ong một tiếng, sau đầu của hắn hiện lên từng đạo công đức kim luân, vô số hồng liên tà Phật niệm tụng ma kinh, thanh âm quỷ dị âm tà. Diệp Húc tay nâng lên thủ thế Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, một ấn đánh ánh xuống, Cách trưởng của hắn giống như là một thanh cự phổ xuyên một tiếng nhanh chóng chém đứt cái sừng nhọn trên đỉnh đầu của bạch tệ yêu thánh lập tức tay trái đánh ra một thức dương thiên thần phương diệt kiếp ấn hung hăng đánh thẳng vào ngực bạch tệ yêu thánh làm cho xương ngực của hắn đứt gãy miệng hộc máu toàn bộ lồng ngực hoàn toàn sụp đổ xuống về sau động thủ với ta ngươi phải cẩn thận bạch tệ yêu thánh chính là cường giả tam thần cảnh nguyên thần kỳ bên trong yêu tông thất thánh xếp hạng thứ tư uy danh hiển hách Năm đó, hắn rèn luyện nguyên thần, dùng chín loại sát khí rèn thành nguyên thần nguyên thai. Tu thành thuần dương đo đủ mới bước chân vào hóa thần kỳ. Tu vi tích lũy có thể nói là cực kỳ thâm hậu. Hắn cũng đạt thiên tài nổi danh không gì sánh được trong yêu tộc. Yêu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ. Nếu tu vi cảnh giới ngang nhau, sẽ thâm hậu hơn vô sĩ nhân loại cả chục lần là ít. Tuy rằng yêu tộc không có đạt được ngọc lâu bảo tháp và thiên đạo truyền thừa, nhưng truyền thừa của nguyên thủy yêu tông vô cùng thâm hậu có nhiều vô pháp tâm pháp cho hắn lựa chọn. Bởi vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp hạng bài danh phía trước trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng khiến cho hắn vạn lần không ngờ chính là, vừa mới đối mặt, hắn đã bị Diệp Húc cứng rắn đánh nát cả thân thể. Tiểu tử, người dám đánh lén ta. Năm đó, Nguyên Thủy Thánh Tông dùng phương pháp không đẹp phục kích đánh lén ta, đều bị ta đánh cho trọng thương. Bạch Tây Yêu Thánh tức giận vạn phần, phía sau đột nhiên hiện lên Nguyên Thần Bạch Tê vẫn nộ giống lớn. Một hống vỡ sơn hà, đó là tiếng bò giống. Nguyên thần bạch tê giống lên lòng trời lở đất, thậm chí còn oanh mở cả sát khí trên không trung, đổ ra một mảnh trời quang đắng. Khổng chiêu yêu thánh và khổng tước, cách bách hoa cung chủ ở xa xa cũng bị tiếng giống này làm cho khí tức chấn động, gần như không thể khống chế được thân mình. Một giống của hắn có thể so sánh với nguyên thần chi bảo, mạnh mẽ, bá đạo. Lúc trước khi tranh đấu, hai người đại chiến ở ly sơn bạch tây yêu thánh sống một tiếng làm vỡ cả đám núi có thể thấy được uy lực trong tiếng giống của hắn thành âm chồng chất những âm ba này không ngờ lại có hình dạng của núi non giống như những toàn núi lớn liên tục va chạm vào nhau oanh kích thẳng tới thân thể của diệp húc không ngừng chấn động ý đồ muốn đánh nát hắn rầm một tiếng diệp húc cứng rắn chịu âm ba tấn công thái hoàng thần phương khai thiên ấn trong tay chém xuống lập tức một cái đầu văng lên máu chảy khắp trời cao. Một vụ này của hắn làm cho Bạch Tề yêu thánh cùng với nguyên thần Bạch Tê phía sau hắn đều bị chém bay đầu. Bạch Tây yêu thánh tuy rằng bị chặt đứt đầu nhưng vẫn chưa chết, vừa sợ vừa giận, thân hình phóng lên cao, trực tiếp đón lấy đầu của mình. Đầu nguyên thần Bạch Tê cũng tự động dừng ở trên cổ nguyên thần, khôi phục lại như ban đầu. Diệp Húc không tiếp tục động thủ, tùy ý để Bạch Tề yêu thánh tiếp lấy đầu của mình. Sau đầu của hắn, nhân bảo, địa bảo thiên bảo, nghiệp hỏa, bốn đạo kim luân liên tục thay đổi không thôi, khiến cho chư thiên thần vương công đức ấn của hắn, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Diệp Thiếu Bảo không thể không nói là ta kinh thường ngươi, không ngờ ngươi chiếm cứ thượng phong, chém đầu của ta. Đáng tiếc, ngươi vẫn không phải là tam thần cảnh, không biết sự hùng mạnh của đại phù tam thần cảnh. Bạch Tây Yêu Thánh không phục, khôi phục lại nguyên khí, hư lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào Diệp Húc. Không chịu Yêu Thánh vội vàng bay tới, nhìn Diệp Húc, sắc mặt kịch biến, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp thiếu bảo, còn chưa có chết sao? Diệp Húc khẽ mỉm cười, không có phản ứng với hắn. Khổng tước cùng bách hoa cùng cùng chủ cũng lần lượt bay tới, dưng ở phía sau Diệp Húc, ra mắt cùng chủ. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu với hai người. Bách hoa cung chủ vội vàng đáp lễ, trong lòng khiếp sợ dị thường, nàng còn nhớ rõ bộ dạng ngây ngô của Diệp Húc nằm đó khi mới đi vào Thanh Châu. Khi đó Diệp Húc tu vi thực sự thấp kém vô cùng, tranh lệch với nàng chẳng khác nào một trời một vực. Nhưng mà lúc này lại thấy Diệp Húc thì không ngờ nàng đã nhìn không thấu được tu vi của hắn, làm cho nàng thêm cảm giác bí hiểm. Mới chỉ có vài năm, nàng lầm bầm trong lòng, không tức trong lòng cũng kiếp sợ phản phần. Lúc trước, khi nàng mang theo Phượng Yên Nhu đào hôn, khi đó Diệp Húc mới là tam đan cảnh ảo đan kỳ. Nàng tự hỏi những ngày này mình chưa từng có ngày nào nhàn hạ. Suốt cuộc cũng từ thân dương kỳ, luyện tới dương thần kỳ. Tốc độ tu luyện là thiên hạ ít có. Không nghĩ tới tốc độ tu luyện của Diệp Húc, không ngờ còn nhanh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Giờ đã là vô sĩ dương thần kỳ rồi. Khoảng cách tới đại vụ chỉ còn một bước mà thôi. Khổng cô nương, ta từng thu một vật của ngươi, tặng lại cho ngươi. Diệp Húc cười cười cái tiếng nói. Khổng tương đang muốn chối từ đã thấy Diệp Húc lấy ra một cái đuôi khổng tước hẹp và dài, không khỏi nao nao. Lúc này mới không chối từ nhận lấy cái đuôi khổng tước này. Không chịu yêu thánh nhìn thấy, Diệp Húc đưa cho khổng tước cái đuôi chính là ngũ hành diệt tuyệt thần quang mà hắn bị Diệp Húc đoạt mất. Lão thất, an tâm một chút, giờ con nóng này, hôm nay vì huynh cho người thấy qua thủ đoạn của ta. Bạch Tây yêu thánh hít một hơi thật dài, sắc mặt khôi phục như thường, cười lạnh nói hắn đoạt đi ngũ hành diệt tuyệt thần quang của ngươi vì huynh hôm nay chẳng những giúp ngươi cướp về còn xử tử hắn ăn luôn nguyên thần của hắn báo thù rửa hận cho ngươi hắn dám đánh lén ta đây là kết cục của hắn không chịu yêu thánh thở hắt ra thản nhiên nói tứ ca thủ của ta không cần người tới báo tiểu đệ sẽ rất nhanh thành tượng nguyên thần tu thành đại vụ yêu tộc tới lúc đó ta bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến con vậy tuy nhiên tứ ca nếu muốn hắn chết vậy động thủ trước đi, tắt lược trận cho ngươi, biến cho hắn trốn thoát. Có chí khí. Bạch Tây Yêu Thánh cười hà hà, vỗ vỗ mạnh lên đầu vai khổng chiêu, đi nhanh tới phía của Diệp Húc, cười lạnh nói. Này Diệp Thiếu Bảo, vừa rồi ta không phòng bị, làm cho ngươi chiếm được tiên cơ. Tuy nhiên, lúc này chính là tự kỳ của ngươi. Đánh lén sao? Diệp Húc cười ha hà, hà, hạ giọng nói. Bạch Tây Yêu Thánh, ngươi nghĩ mình rất cao sao? Vừa rồi ta chỉ dùng ba thành tu vi Người thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Nếu ta muốn giết ngươi, một chiêu là đủ rồi. Chém gió thì ai cũng làm được. Bạch Tây yêu thánh hử lạnh một tiếng, Ngửa mặt lên trời giống to. Nguyên thần Bạch Tê phía sau hắn cũng lớn tiếng giống giận. Chỉ thấy sát khí trên thiên không dũng mãnh cuồn cuộn cuốn vào bên trong nguyên thần Bạch Tê của hắn, khiến cho đầu tê giác to lớn này bành trướng hẳn lên. Trong chớp mắt, liền cao tới nghìn trượng, lỗ mũi phun khói, mắt như chuông đồng uy phòng lẫm lẫm. Tu vi của hắn thâm hậu so với viên thiên công đã yêu hợp thể kỳ tam thần cảnh còn mạnh hơn rất nhiều. đích xác có tiền vốn để kiêu ngạo. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, bóng dáng vừa động, một bước đi tới bên người Bạch Tây Yêu Thánh, thay Hoàng Thần Vương khai thiên ấn đánh xuống. Bạch Tây Yêu Thánh, người đã có thể tiếp tạm một chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thái Hoàng Thiên Giới trong lòng bàn tay của hắn, hình thành trong một cự phủ, nhật nguyệt luân hồi bên trong, biển rộng sóng lớn thì triều phập phẩm, lôi đình không ngừng đánh xuống mỗi khi lôi đình đánh xuống liền có một viễn cổ cự thú được sinh ra cự phủ khai thiên thập địa tiến hóa vạn vật thái hoàng thần vương khai thiên ấn của hắn là sau khi cắn nuốt tàn điểm của thái hoàng thiên thần vương mà tu thành đơn thuần lực công kích còn trên cả dương thiên thần vương diệt kiếp ấn hơn nữa thời gian càng lâu uy lực lại càng mạnh diệp vô khí thế tăng lên vô hạn giống như một tôn thần vương cao cao tại thượng. Đôi thiên tà Phật ở sau lưng hắn không ngừng tụng nghiệm ma kinh, chỉ nghe thấy ma âm đáng đáng, tuyên truyền giác ngộ. Bạch tây yêu thánh chỉ cảm thấy trong đầu ong ong tác hưởng, gần như bị ma âm đánh tan sự tin tưởng của mình. Thiếu chút nữa, không kìm nổi mà cúi đầu thuận theo Diệp Húc. Diệp Húc nâng tay lên, tự phủ giáng xuống, giống như khai thiên thập địa vậy. Xuy một tiếng, phủ quang mở ra sát khí, liền biên trăm dặm giống như cắt một miếng đậu hũ, thoải mái vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn vận dụng loại chư thiên công đức ấn này sau khi học được Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn. uy lực to lớn, vượt xa nguyên thần chi bảo, hơn nữa càng thêm linh hoạt hơn. Phạt thiên bảo luân, lên! Chỉ nghe thấy ong một tiếng, bạch tay yêu thánh há mồm phun ra một bảo luân. Bảo luân này quanh thân toàn răng cưa, rít gào chuyển động, sắc bén vô cùng. Hắn mở miệng quát lớn, nguyên thần bạch tây phía sau thúc giục bảo luân sang cơ chuyển động điên cuồng bảo luân này bị một tay của hắn bắt lấy nghênh tiếp thái hoàng thần vương khai thiên ấn của diệp húc đây là nguyên thần chi bảo mà hắn cực khổ luyện chế thành tên là phạt thiên bảo luân nghịch thiên phạt thiên chính là cực phẩm trong nguyên thần chi bảo diệp húc diệp thiếu bảo ta đã nói làm cho ngươi chết rất khó coi quyết không có nuốt lời hôm nay ta chẳng những chém giết ngươi còn phải cắn nuốt nguyên thần của ngươi khiến cho người thành bổ dược cho ta. Hắn còn chưa dứt lời, Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn dị nhiên đánh xuống, xuyên một tiếng, phạt tiên bảo luân trong tay hắn bị bổ ra làm hai. Trong lòng của Bạch Tây Yêu Thánh kinh hãi, gầm lên liên tục, đột nhiên tế khởi một cái trống lớn, đón nhận khai thiên cự phủ đang đánh xuống. Khẩu trống lớn này dùng ra của chính hắn luyện chế, cực kỳ chắc chắn, chấn động trống lớn, liền có ma âm sùng đáng, phá hủy thân thể cùng quên thần không có nói chơi tiếng trống ầm ầm chấn vang đột nhiên chia năm xẻ bảy khai thiên đại phủ tiếp tục hạ xuống mở ra cái trống lớn rốt cuộc cũng thoáng chịu được bạch tay yêu thánh vội vàng tế khởi một tấm chắn tối đen như mực ngăn cản lại chỉ nghe thấy một tiếng nổ tấm chắn rốt cuộc ngăn trở được một thức thái hoàng thần vương khai thiên ấn của diệp húc chỉ nghe suy một tiếng bạch tay yêu thánh mì tâm đột nhiên vỡ ra một vết máu kéo dài tất cả xương cụt càng người giống như bị chém ra làm hai vậy một đạo phủ quang chui vào tử phủ của hắn. Hắn kêu lên thảm thiết, chỉ thấy phủ quang này bổ ra khỏi tử phủ của hắn, xuyên qua đầu của hắn. Cùng lúc đó, nguyên thần bạch tê thật lớn sau lưng của bạch tê yêu thánh vẫn nộ giống giận, đột nhiên máu tươi giàn rụa, nứt ra thành hai nửa. Nguyên thần bạch tê không ngừng giống giận, thân hình đó bị cự phủ chém ra làm hai, phủ quang chấn động, nguyên thần bạch tê không thể khép lại cùng một chỗ được. Ngược lại tiếp tục phân giải, giống như có vô số cự phủ thật nhỏ đang băm vằm đầu tê xác thật lớn này. Diệp Húc, một phủ này tuy bị bạch tê yêu thánh ngăn trở, không có rừng ở trên người của hắn, nhưng phủ quang lại xuyên thấu tấm chắn, gần như chém đôi cả người của hắn. Đây là uy lực của một thức thái hoàng thần vương khai thiên ấn, toàn lực của Diệp Húc. Một phủ hạ xuống, truyền bổ ra nguyên thần, thân thể phù sĩ, chém tử phủ, giết nguyên thần, không gì có thể ngăn cản. Diệp Húc lục trước khi căn cản một thức này Phụ quang thậm chí ngấm vào tử phủ của hắn. Nguyên thai của hắn gần như chặt đất nguyên thần ngọc thụ của hắn. Mà lúc này, hắn dùng một chiêu này đối phó với bạch tệ yêu thánh. Một chiêu đã chém đôi bạch tệ yêu thánh. Bạch tệ yêu thánh, người quá coi thường ta rồi. Ta nói một chiêu giết người, tuyệt đối không dừng chiêu thứ hai. Yêu tổng thất thánh các ngươi có thể làm đối thủ của ta chỉ có đứng đầu thất thánh thiên bằng đại thánh mà thôi. Diệp húc Tán đi dương thiên thần vương diệt kiếp ấn, hẳn nhiên các tiếng nói thân hình của bạch tê yêu thánh lay động đột nhiên bành trướng hóa thành một đầu bạch tê lớn như núi âm ầm rơi từ trên cao xuống nguyên thần của hắn bị giết từ phủ bị chém dĩ nhiên hồn bay phách lạc chỉ còn lại thể xác hóa thành nguyên hình mà thôi hiện giờ tu vi của diệp húc đã tiến vào dương thần kỳ toàn lực ra tay một chiêu diệt sát cường giả như bạch tây yêu thánh quả thực dễ dàng trước khi tiến vào di chỉ kinh đô cuối thời thương thực lực của hắn nguyên bản không kém khổng chịu yêu thánh là mấy nhưng trong di chỉ kinh đô cuối thời thương thực lực của diệp húc dĩ nhiên đã ở trên khổng chiêu rồi đợi khi ra khỏi kinh đô cuối thời thương hắn đã làm một trong những cao thủ nổi tiếng nhất trong giới trẻ tuổi rồi huống chi trong bắc hải bí cảnh lại có thể gặp gỡ và tu luyện một phen khiến cho thực lực của hắn vượt qua thái tử sơ bạch tệ yêu thánh tự nhiên còn xa mới là đối thủ của hắn trong mắt của diệp húc yêu tông thất thánh, ngoại trừ vị thiên bằng đại thánh thần bí khó lường kia ra. Nhưng người khác đều không có hơn kém bạch tệ yêu thánh là mấy, không chịu nổi một kích. Chỉ có thiên bằng đại thánh mới là cao thủ chân chính. Lúc trước, ở di chỉ kinh đô cuối thời thương, một hóa thân của người này liền có thể địch lại Diệp Húc rồi, nếu hắn chân chính tới càng thêm lợi hại. Diệp thiếu bảo, người giết tứ ca của ta, nguyên thủy yêu tông ta, bất cộng đái thiên với ngươi, tương lai sẽ lấy đầu của ngươi báo thủ cho tứ ca. Không chịu yêu thánh nhìn thấy Diệp Húc một chiều chém giết nguyên thần bạch tệ yêu thánh, không khỏi can đảm không còn, không có hai đời, lập tức hóa thành một khổng tước nhiều màu, chấn cánh trăm dặm tốc độ cực nhanh. Khổng huynh đã trợ giúp người một tay. Diệp Húc đánh ra một trượt, chỉ thấy bên trong lòng bàn tay bay ra vô số đỉnh bốn chân cực nhỏ, tổng hợp thành các dị thú, hàng nghìn hàng vạn đầu dị thú lại cấu kết với nhau, hóa thành một bàn tay to lớn phạm vi cả trăm mẫu, chết cào đuổi đánh khổng triều yêu thánh. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chỉ nghe là rầm rầm bấy tiếng, đôi cánh khổng chiêu run run, năm đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang như nằm tỏa núi lớn, âm âm áp chế, cứng rắn và chạm với vạn pháp yêu thủ của Diệp Hùng. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang bị phá nát một lần nữa, bị chấn trở thành tăm cái đuôi, lập tức hóa thành tro bụi. Giữa một chiều vạn pháp yêu thủ, khổng chiều yêu thánh học máu miệng, tốc độ ngược lại nhanh hơn, hốt hoảng mà thoát đi. Cầu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta, uy lực là không đủ mạnh, so với chư thiên thần vương công đức ấn, ngày càng tranh lệch nhiều hơn. Diệp Hùng không có truy kích, để cho khổng chiều yêu thánh rời khỏi. Trong lòng có chút tiếc hận, chư thiên thần vương công đức ấn là một loại pháp môn cận chiến, mà cầu đỉnh vạn pháp yêu quyết lại chú trọng tấn công xa. Đáng tiếc chính là, cầu đình vạn pháp yêu quyết, uy lực không đủ hùng mạnh, đối phó với cường giả có tu vi cao thâm, có chút hơi kém. Diệp huynh vì sao không đuổi theo giết khổng chiêu? Khổng tương thay hắn một chiều giết chết bạch tệ yêu thánh, đứng tư tư trong yêu tông thất thánh, trong lòng khiếp sợ dị thường, nghi hoặc nói. Khổng chiêu, con người này mưu ma trước quỷ, hơn nữa từ chất xuất chúng, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, lưu lại hắn chỉ sợ là một mối họa tầm phúc lớn thôi. Khổng cô đường lo lắng nhiều rồi, không chiêu tranh lệch với ta càng lúc càng lớn, cho dù hắn tu luyện trăm ngàn năm cũng không có khả năng đuổi được ta. Tu vi của hắn tinh tiến thêm một bước, thì ta tinh tiến thêm mười bước, cần gì phải làm điều thừa thãi như thế? Diệp Húc mỉm cười nhìn về phía khổng tước và bách hoa cung chủ cười mà nói, hai vị hiện giờ khổ tu tên dương thần kỳ có hy vọng tiến vào tam thần cảnh thật đáng chúc mừng bạch Hoa Cung Chủ vội vàng khiêm tốn nói một câu, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Năm đó khi ở Thành Châu, Diệp Phúc chỉ là một tiểu vũ sĩ, mà nàng còn lại là cường giả vũ pháp thông thần. Nhưng vài năm không gặp thôi, tình huống đã ngược lại rồi. Hiện tại Diệp Phúc tuy rằng trước sau như một, một thân áo lam, bộ dạng thành tú văn tĩnh, dường như vẫn là thiếu niên ngây ngô của năm xưa. Nhưng thiếu niên này, nàng lại phải ngưỡng mộ. Cùng Chủ, khổng tước cô nương, gần đây có đại sự gì phát sinh không diệp phúc và nhị nữ nói chuyện đột nhiên cười nói ta gần đây bị nhốt trong bác hải bí cảnh đối với bên ngoài cũng không biết chuyện gì đang xảy ra khổng tước lắc đầu nói ta cùng với tố tỷ tỷ cùng nhau đi sưu tầm sát khí ở chung quanh rất ít khi tiếp xúc với người thậm chí ngay cả chuyện lớn nhưng người bị nhốt ta cũng chưa từng biết nếu như nói có đại sự chỉ có diệp lão ma nổi danh lường lẫy bị trấn áp bên trong bác hải bí cảnh mà thôi Ê chà chà, phong ấn 500 năm, giống như là một lão ma đầu đầy tội ác. Một khi phóng thích ra ngoài, sẽ làm thương hại tới ngàn vạn sinh linh. Nàng đối nhân xử thế rất công bằng, không có tâm địa gian xảo. Nghĩ tới cái gì thì nói cái đó. Vừa dứt lời, lại cười khanh khách không thôi. Diệp Húc vẫn nộ nói, thiếu chút nữa, ta bị trấn áp 500 năm cờ đấy. Không tức bội muội, một tháng trước lúc chúng ta ở Uổng Tử Thành, sưu tầm âm sát trong lúc vô ý nghe người ta nói đã có một đại sự. Bạch Hoa Cùng Chủ đột nhiên mở miệng nói, hình như là Đại Tần Thái Tử đột nhiên bất đắc kỳ tử mà bỏ mạng. Đại Tần Phát Quốc Tăng sai người truyền lệnh cho tất cả ma đạo môn phái trên lãnh thổ quốc gia phải treo cờ trắng ba ngày. Diệp Phúc trong đầu ầm ầm một tiếng, trống rỗng, trên mặt huyết sắc rút đi, trở nên tái nhợt không chịu nổi, lẩm bẩm nói: đã chết, không ngờ đã chết. Cùng Chủ, hắn chết như thế nào? Bạch Hoa cùng chủ liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói. Nghe người ta nói, Thái Tử Sơ ở lĩnh Tây giao thủ với người ta, bị ám thương, trở lại trong cung thì thân thể ngày một yếu nhược, rốt cuộc tháng trước không chịu nổi mà bỏ mạng rồi. Ám thương sao? Quả là cái cớ hay. Diệp Phúc hít dài một hơi, cái gì mà ám thương cơ chứ? Hắn căn bản không tin. Thái Tử Sơ chân chính đã chết bốn tháng trước rồi, chết trong tay của hắn, hồn vị phách tán. Một lũ tinh hồn của đại tần hoàng đế chân chính thì hoàng đế chiếm cứ thân thể thái tử sơ. Thì hoàng đế dùng thân thể của thái tử sơ đi tới đế cung, chính là muốn tra xét xem tới tột cùng là ai đã cướp đi ngôi vị hoàng đế của hắn, đánh cắp đế quốc của hắn, đánh cắp hết thảy của hắn. Hơn phần nữa là bị người ta phát hiện, sau đó chiến bại mà chết. Nghe nói thái tử sơ trước khi chết từng hô to một câu rất kỳ quái. Bạch hòa cùng chủ lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu mặt giãn ra cười nói hắn nói hình như là đừng có tới lời thể phế bỏ tổng cộng có bảy chữ nói xong liền chết bất đắc kỳ tử còn có một chuyện lớn nữa trung châu hạ ra thiên tài trói mắt nhất hạ đồng dương tiến vào mộ của khải hoàng đã được truyền thừa thần bí nghe nói là cấm pháp khải hoàng cùng với một kiện trọng bảo do khải hoàng luyện chế diệp húc não đã đình chỉ hoạt động rồi câu tiếp theo của bách Khoa cung cung chủ cũng không nghe rõ đừng có tới lời thể phế bỏ nhưng lời này là nói với ta sao? Người từng bảo ta tới, lại bảo ta hủy bỏ lời thề lúc trước. Chẳng lẽ kẻ thù đã hùng mạnh tới như vậy sao? Người cho rằng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng chống lại hắn ư. Diệp Húc phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn về phương xa. Tùy hoàng đế trước khi đi hàm dương, đã từng bắt hắn phải thề, Nếu như một ngày không thể báo thù cho hắn, Diệp Húc không thể thành tựu vu hoàng. Tùy hoàng đế khi còn sống hùng mạnh thế nào chứ? Tuy rằng chưa vấn đỉnh vu hoàng, nhưng khoảng cách tới cảnh giới vu hoàng tuyệt đối không còn xa. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng chế tạo đồ thiền thập nhị thần sát trở thành cấm bảo không trọn vẹn, dân áp bà đạo các phái. Người chiếm lấy ngôi vị hoàng đế, thống trị đại tần của hắn, nhất định ngay cả hắn cũng hiểu được, cho dù mình sống lại cũng không thể đối phó, cho nên mới ngăn cản Diệp Húc không cho đi báo thủ. Lời thề của Diệp Húc cũng hủy đi. Chẳng để đánh cắp đại tần là một vị vu hoàng. Người không cho ta báo thủ cho ngươi. Đáng tiếc chính là lời thề ta đã phát ra, người giải trừ không được. Lời thề này sớm muộn gì cũng là chướng ngại lớn nhất để ta tiến vào cảnh giới vu hoàng. Diệp Húc đau khổ suy tư. Dưới sự hỗn loạn, hắn chia tay với Khổng Tước và Bách Hoa Cung Chủ. Mỗi người đi một hướng, hắn đi thẳng về Hoàng Tuyền Ma Tông. Vì sao người trước khi chết, ngay cả tên cũng không nói ra? Chẳng lẽ tên của người kia là một loại cấm kỵ nói sẽ bị hắn cảm giác được sao? Người nọ tới tột cùng là ai? Già La Minh Tôn từng nói qua, thế gian người có khả năng trở thành vua hoàng nhất, đó là hạng tông chủ của hoàng tuyển thánh tông ta. Nếu nhân gian có người thành tựu vua hoàng, người đó khẳng định là hắn. Tuy nhiên Vinh Lâm Huỳnh lại nói, hạng tông chủ sớm đã mất, ngọc lâu của hắn phân giải ra, trở thành vu hồn giới rồi. Diệp Húc đần độn, không biết qua bao lâu mới tới thập vạn đại sơn hoàng tuyển ma tông, Thẳng hướng tới luân hồi thiên bàn tổng đàn ma tông bà đi. Ứng ừ tông đạo nhìn thấy hắn, mỉm cười nói, nếu người thật sự bị trấn áp, như vậy ta sẽ thất vọng rồi. Diệp sư đệ, người vừa mới thoát vây, liền hấp tấp tới tìm ta, gây nên chuyện gì sao? Diệp Phúc hít dài một hơi, ánh mắt trầm ổn, trầm giọng nói, thưa tông chủ, ta muốn đi xem bộ địa của các tông chủ, chiêm ngưỡng di tích của các vị tông chủ thánh tông ta. Ứng ừ tông đạo sắc mặt khẽ biến, thanh âm lạnh lùng nói, tông chủ bộ địa ư, nơi đó là nơi yên nghỉ của nhiều thế hệ tông chủ thánh tông ta, điểm cấm bị quấy rầy. Nơi này chính là trọng địa của thánh tông ta, cấm địa bên trong cấm địa, cho dù là ta, tương lai sau khi chết cũng bị an táng vào trong đó, người đi vào trong đó làm cái gì? Chiềm ngưỡng các thế hệ tông chủ thánh tông ta, Diệp Húc nhấp nháy con mắt, ứng tông chủ hư lạnh một tiếng, sắc mặt hòa hoãn, thản nhiên nói. Những gì người làm ta đều biết, nơi đi qua không còn một ngọn cỏ ta không cho ngươi đi, cũng đã lo lắng người ngày nào đó hướng khởi nhất thời, trộm đi thi thể của các vị tông chủ, luyện thành thân ngoại hóa thân, đi chung quanh làm ác. Chờ sau khi ta chết, ngươi đem thi thể của ta vào bên trong bộ địa, lúc đó sẽ có cơ hội chiềm ngưỡng. Sư huynh, tiêu đệ tuyệt đối không làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Diệp Phúc vội vàng thề. Ứng tông đạo liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm một lát, thầm nghĩ. Không sợ kẻ trộm mộ, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương thôi. Hàn phòng vạn phòng cũng có một phòng bị cướp trong nhà. Ta nếu không cho hắn đi, hắn sẽ biến thành ăn trộm. Ngày đêm thương nhớ, hắn đêm như muốn trộm gì thể các tổng chủ thế hệ trước. Cho dù là ta bắt được hắn, cũng có thể phủ nhận. Nhưng nếu ta nói cho hắn, hắn và trộm đi cũng không thể phủ nhận. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười nói. Niệm tình ngươi thành tâm, ta cho ngươi đi vào chiềm ngưỡng còn một chút. Diệp hốc mừng rỡ, vội vàng đi theo sau hắn, tới phía sau tổng đàn đột nhiên ứng tông đạo dừng chân ở trước cửa một gian phòng rách nát mỉm cười nói diệp sư đệ nơi này là bộ địa của thánh tông tông chủ chúng ta diệp phúc đánh giá gian nhà cỏ này một lần không khỏi hồ nghi nói sư huynh ngươi không phải là gạt ta đấy chứ thân phận của những tông chủ thánh tông ta qua nhiều thế hệ tôn quý cỡ nào chứ sao có thể gửi thân trong này sư đệ bí mật của thánh tông ta rất nhiều người có khả năng biết được bao nhiêu đây ứng tông đạo khẽ mỉm cười đầy cổng ra lập tức một cỗ ma khí u ám từ bên trong cổng tre chèn trúc lao ra. Diệp Húc bên tai dường như nghe thấy những tiếng thê lương như rơi vào bên trong địa ngục vậy. Các loại cảm xúc tự động xuất hiện gần như khiến cho tâm linh hắn thất thủ. Bên trong gian phòng cỏ tranh này phong ấn một bí cảnh chính là trước khi viễn cổ lục đạo tan biến khai phái tổ sư Thánh Tông ta lên được một mảnh vỡ của tầng thứ 18 địa ngục bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ nhưng không gian bên trong lại rất lớn. ứng tâm đạm bước vào bên trong cửa, thanh âm truyền tới. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, nhấc chân bước vào bên trong cửa, thầm nghĩ: hạng thông chủ người rút cuộc chết hay là chưa? hôm nay ta nhất định sẽ biết. Ma khí u ám vô biên vô hạn thổi qua bên tai Diệp Húc, những ma khí này thổi ra âm thanh có khóc có cười, có hò hét, có cầm rú đủ loại, có đủ loại tiếng vang, cũng có đủ loại tạ âm. Những thanh âm này xâm nhập vào trong tay hắn, mà khi xâm nhập vào tử phủ hắn, hóa thành một đầu tâm ma ngạc thiên cổ quái. Những tâm ma này có khi là ba đầu sáu tay, có đầu người thân thú, có thần lần đuổi rắn, cũng có mỹ tuấn nam mỹ, mỹ nhân vô cùng. Tất cả đều công tới nguyên thần và thần hồn của hắn, tính toán cắn nuốt thần hồn hắn, làm dơ bẩn nguyên thần của hắn, chiếm cứ lấy thần thể hắn. Biết cảnh này chính là mảnh vỡ tầng thứ 18 của địa ngục vũ sĩ tên nơi này rồi, câu động tâm ma. Nếu ý chí không kiên định, rất nhanh sẽ bị cắn nuốt thần hồn, nguyên thần dơ bẩn, thân thể bị chiếm cứ. Nhân tính khi đó sẽ mất hết, hóa thành một ma đầu chỉ biết giết chóc mà không có ý thức nào cả. Bên trong tử phủ của Diệp Húc, Ngọc Thụ Nguyên Thần nhất thể vũ động những cảnh cây của mình, rào sát những đầu tâm ma này. Càng nhiều tâm ma vọt tới, che trời phủ đất, nhưng hắn vẫn thủ vững tâm thần, mà kể có bao nhiêu tâm ma, hết thảy đều bị cành của ngọc thụ đánh cho nát bấy. Đời này không chỉ có tâm ma quấy rối, Diệp Bố còn cảm giác được ma khí u ám đúng là làm tổn hại rất lớn tới thân thể của vũ sĩ. Chỉ sợ đại vô tam thần cảnh tới nơi đây, rất nhanh sẽ bị ăn mòn thân thể. Tuy nhiên, thân thể của hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, chư thiên thập đạo và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, lại tu hành cả đại nhật thuần dương vô cực kinh đã sớm rèn luyện tới mức thuần dương vô cấu rồi. Thân thể của hắn vượt quá xa đại vu tam thần cảnh, thậm chí đạt tới độ cao của đại vu tam tướng cảnh đỉnh phong. Đối với chút mà khí u ám ăn mòn, đúng là không để ở trong lòng. Ứng ừ, tông đạo dẫn đầu bay về phía trước, cũng không có quay đầu lại. Dường như đối với việc hắn giữ vững tâm thần, vượt qua tâm ma kiếp này, rất có tin tưởng, cười mà nói. Sự đệ, di thể của các tông chủ thế hệ trước đều ở sâu bên trong bí cảnh này sao? Diệp Húc đuổi kịp hắn, chỉ cảm thấy ở bên trong bí cảnh này, một cỗ khí tức vô hoàng đặng Thãng truyền tới, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ là trong các tông chủ thánh tông ta ở thế hệ trước cũng có vô hoàng sao? Ứng ừ, tông đạo bày ra mấy ngàn dặm, tốt của cũng đi tới trung tâm bí cảnh này. Lúc này Diệp Húc đã bị các loại khí thế hùng mạnh trấn áp không thể phi hành, chỉ có thể rơi xuống mặt đất đi bộ mà thôi ứng Tông đạo cũng rơi xuống mặt đất, sóng vai cùng đi với hắn. Một cỗ khí tức độc đáo của vu hoàng đánh ép lại, khiến cho xương cốt của Diệp Húc vang lên lách cách. Lập tức, một cỗ khí thế mềm mại, ấm áp từ trên người của ứng tông đạo phát ra, triệt tiêu áp lực khổng lồ này. Khí thế của hắn sâu không lường được, một mình chống đỡ vài luồng uy áp của vu hoàng, cùng với áp lực của không biết bao nhiêu vị nhân hoàng mà coi như không có gì, khiến cho Diệp Húc không khỏi khâm phục vạn phận. Hai người đi bộ thật lâu, suốt cuộc cũng đi tới nơi đặt thi thể tông chủ của các thế hệ hoàng tuyển ma tông. Sư đệ tới rồi. Ấn tông đạo dừng chân, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con sông lớn màu vàng đang ngang trời mà đi, rít gào chạy trồm, giống như thiên hà nghịch chuyển, lơ lửng bên trong không trung, không biết dài bao nhiêu dặm. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy sông lớn này rót tới một chỗ trong u minh, thông suốt hư không, thỉnh thoảng truyền tới tiếng sóng gầm mênh mông. Nhưng mà nơi khởi nguồn của dòng sông lớn này càng ngày càng nhỏ. Tới địa phương nơi con sông trào ra cũng là một điện thờ lớn như núi. Phía trên điện thờ có một lão già cổ quái đang ngồi, mặt đang mỉm cười. Đạo sông lớn này chính là từ trên thóp hắn chảy ra, là khí thế của hắn sau khi chết mà biến thành. Đây là một vị tông chủ thế hệ trước của Hoàng tuyển Ma Tông. Sau khi tỏa hóa, tâm pháp của hắn tu luyện hóa thành một con sông hoàng tuyền rất lớn, xuyên thủng cả hư không. Bích lạc hoàng tuyền mà thiên cấm điển. Diệp Húc ngưng mắt nhìn con sông lớn này, chỉ thấy nước chảy giữa sông chính là do một loại cấm pháp tổ hợp phức tạp mà cấu thành, làm cho người ta phải lau mắt mà xem. Hắn nhận ra con sông lớn này đúng là một trong chín đại cấm pháp của hoàng tuyền ma tông, bích lạc hoàng tuyền ma thiên cấm điển, khi vận chuyển sinh ra dị tượng. Diệp Húc tuy rằng không có tu luyện qua chín đại cấm pháp, nhưng gia nhập hoàng tuyển ma tông đã lâu đông đã rất có hiểu biết với dị tượng khi các đại cấm pháp này vận chuyển không sai đây là hàn tông chủ hàn tông chủ khi còn sống tuy rằng chưa từng thành tựu vu hoàng nhưng dừng lại ở nhân hoàng kỳ đỉnh phong bích là hoàng tuyền mà thiền cấm điển hắn lưu lại đã trở thành một trong những pháp điển trấn giáo của thánh tông ta ứng ừ, tông đạo mỉm cười nói sự đệ những điện thờ của các tông chủ khác đều ở trong này diệp phúc trong lòng tầm mắt phóng ra mà nhìn lại, chỉ thấy trên hư không lơ lửng từng toàn tiện thờ thật lớn. Các vị tông chủ qua nhiều thế hệ của Hoàng Tuyển Ma Tông đều ngồi quanh chân trên điện thờ, tướng mạo thật trang nghiêm. Trên đỉnh đầu bọn họ đều trào ra khí thế, có tiến hóa thành một thiên ma quốc gia, chính là tu luyện đại thiên ma u thiên bảo giám mà thành. Con người phía sau xuất hiện một thiên đình thật to lớn, trong đó thần ma đăn lộn, tu luyện đám ma đạo thiên đỉnh vô lượng chân kinh, còn có người đỉnh đầu xuất hiện một pho tượng ba tuần đại ma vương thần khoác áo cả xa mặt đang mỉm cười có vẻ như đang khai đàn giảng đạo những tông chủ quan nhiều thế hệ trước tuy chẳng đã chết không biết bao nhiêu lâu nhưng bọn họ như thể là đang ngủ say vậy dường như bất kỳ lúc nào cũng là có thể tỉnh lại khí thế của bọn họ khủng bố vô biên hơn nữa còn kết hợp lại tất cả khí thế liên hợp lại cùng một chỗ giống như một vương triều được tạo thành từ nhân hoàng vù hoàng vậy trong đó còn có vài vị nhân vật cấp vu hoàng khí thế càng thêm ngưng trọng tiến hóa ra dị tượng càng thêm mở mang thậm chí còn tạo thành một thế giới độc lập nữa nhưng hấp dẫn diệp húc chăm chú nhìn nhất chính là một điện thờ có một vị tông chủ ngồi trên tàn ma ra khí tức vu hoàng rất trầm trọng những điện thờ tông chủ khác đều hơi thấp hơn so với hắn một bậc đại biểu cho địa vị của hắn phía sau lưng hắn xuất hiện tuân hồi thiên bản to lớn không gì sánh được lục đạo bị áp xúc bên trong luân hồi thiên bản, thiên, địa, nhân, atula, súc sinh, ác quỷ, hết tài bị cất chứa bên trong lục đạo luân hồi không ngừng. Luân hồi thiên bản này, nghiễm nhiên sinh ra một thế giới đầy đủ. Tất cả các sinh linh bên trong luân hồi thiên bản không ngừng sinh sôi. tam giới rõ ràng, thần nhân thống trị 33 giới, ác quỷ, ma đầu, atula, thống trị 18 tầng địa ngục, nhân loại yêu thú thống trị nhân gian. Tam giới đầy đủ, đầy đủ luân hồi, từng tầng thế giới hoàn mỹ được bày ra, rộng lớn mạnh mẽ, giống như tam giới chân thật vậy. Đây là cấm pháp nổi danh nhất, quan trọng nhất của Hoàng Tuyền Ma Tông, Chư Thiên Luân Hồi Cấm Điện. Vị này chính là khai phái tổ sư của Hoàng Tuyền Ma Tông. Ứng ừ, Tông Đạo lộ ra thần sắc kính ngưỡng, cất tiếng nói, là lịch của lão nhân sang người có thể ngược dòng tới lúc lục đạo tan biến. thánh tông cấm bảo của ta, luân hồi thiên bàn đó là lão nhân già chính mắt nhìn thấy lục đạo luân hồi một lần, chiếu theo bộ dạng của lục đạo luân hồi mà rèn thành. Nhiều thế hệ tông chủ thánh tông chúng ta, tới hiện tại, không ai có thể vượt qua được thành tựu của hắn. Diệp Phúc trong lòng khiếp sợ vạn phần. Lúc này, nếu không có ứng tông đạo bảo hộ, chỉ sợ hắn lập tức sẽ bị khí thế của các tông chủ đời trước ép cho tan xương nát thịt, hồn bay phách lạc. Sư huynh, vị nào là hạng tông chủ? Hắn nhìn lại khắp nơi trầm giọng nói vị này chính là hạng tông chủ. Ứng tông đạo hướng tới một tòa điện thờ mà nhỏ giọng nói. Hạng tông chủ là tổ sư của ta. Năm đó lão nhân gia tùy rằng từng thua trên tay thủy hoàng đế, nhưng hắn vẫn là một trong những vị tông chủ thánh tông xuất sắc nhất. Chỉ kém một bước nhỏ nữa là thành tựu vu hoàng. Đáng tiếc cuối cùng hắn không thể bước ra được nửa bước kia, chỉ còn nửa bước nữa đó là siêu thoát. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại nơi điện thờ. Chỉ thấy trên điện thờ có một người ngồi ngay ngắn Người này trung niên nhã sĩ, mặt mỉm cười, tỏ hóa bên trong điện thờ. Phía sau hắn, các loại khí tức cấm pháp thay đổi liên tục. Có luân hồi thiên bàn, có hoàng tuyền đại hà, có ma đạo thiên đình, có thiên ma quốc gia, chủng loại rất nhiều. Tổ sư mắt sinh song đồng, vạn cổ chỉ có một. Hắn khi còn sống tu luyện không chỉ một môn cấm pháp. Chín loại cấm pháp của hoàng tuyền ba tông ta, hắn đã tu luyện được hết. Thậm chí hết thảy đều tu luyện tới nhân hoàng kỳ, đem chiến loại công pháp tu luyện tới nhân hoàng kỳ đỉnh phong, có thể nghĩ được hắn tích lũy thâm hậu tới mức nào. Loại thiên tư này tiền hạ hiếm thấy, đáng tiếc sau này lại mãi trong tay của Thủy Hoàng đế. Ứng ừ, Tông Đạo Thở Giải nói, Thủy Hoàng đế tuy rằng thắng được một chiêu, nhưng tọa Nguyên bị hao tổn, không coi là thắng nữa. Tổ sư tuy rằng bị đánh bại trong một chiêu, nhưng ám đấu lại thắng, chỉ có điều danh đầu rất khó coi. Người khác nói tổ sư buồn bực mà chết, kỳ thực chỉ có điều là hiểu lầm. Tổ sư tuy rằng trên danh nghĩa là bại, nhưng vẫn không để việc này vào trong lòng. Chí hướng của hắn không phải người khác có khả năng đo lường được. Diệp Phúc nhìn về phía thi thể trên điện thờ, chỉ thấy hạng tông chủ ngồi một chỗ, trông rất sống động, dường như lúc nào cũng có thể sống lại được vậy. Hạng tông chủ thật sự đã tạm thế rồi. Thi thể người ở chỗ này, hay là người cướp lấy đại tần đế quốc không phải là hắn. Diệp Phúc không khỏi nhíu mày suy tư đột nhiên lóe lên một ý tưởng, so hỏi. Sư huynh, xin hỏi hạng tông chủ nguyên danh là gì? Tổ sư họ hạng, tên chỉ có một chữ tịch. Sư đệ, người hỏi cái này làm cái gì? Ứng tông đạo kẽ nhớ mày thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là tò mò mà thôi. Diệp Phúc mỉm cười nói. Hạng tịch à, tên rất hay. Trong lòng của hắn lo sợ bất an, vua hoàng thần thông quảng đại. Chỉ cần kêu ra tên của hắn, liền có thể cảm ứng được mà biết phương vị của người gọi tên của hắn. Nếu là kẻ thù, Vu Hoàng thậm chí còn có thể phân ra một lũ hóa thân, trực tiếp giáng lâm, giết chết kẻ thù. Ngày đó Diệp Húc vì cứu giả Lam Minh Tôn, dùng phương pháp hô tên của ma hoàng, đúng là trong lòng hắn đầy ác ý, thậm chí nhục mạ khiêu khích, làm cho phân thân của ma hoàng giáng lâm vào bên trong bản hoàng lăng, xúc động cấm chế bản hoàng lăng. Ký tức của hai đại vua hoàng đối kháng, rốt cuộc cũng cứu được giả Tam Minh Tôn ra. Hiện giờ hắn gọi tên của Hạng tông chủ là vì muốn nhìn xem Hạng tông chủ tới tụt cùng chết thật hay là giả chết. Nếu Hạng tông chủ thực sự đã chết, tự nhiên hết thảy không ngại, nếu là giả chết, hắn tất nhiên có thể cảm ứng được Diệp Húc gọi tên của hắn. Diệp Húc chờ đợi một lát, chỉ thấy hết thảy sóng êm gió lặng. Hạng tông chủ thực sự đã chết sao? Cướp lấy đại tần cũng không phải là hắn. Diệp Húc lẩm bẩm nói, trong lòng có chút thất vọng, lại cảm thấy hơi thoải mái. Diệp sư đệ, ngươi cho rằng tổ sư giả chết vì cướp lấy giang sơn thủy hoàng đế ư. Ứng ừ, tông đạo cười lạnh nói, ta sớm đã biết, ngươi không thật tâm tới chiềm ngưỡng các tông chủ nhiều thế hệ, hóa ra là con có mục đích này. Tổ sư trí tuệ rộng lớn, đừng nói là cướp lấy giang sơn của thủy hoàng đế, cho dù là thủy hoàng đế chắp tay rào cho hắn, hắn cũng không chắc đã đồng ý. Diệp Phúc cười khổ lắc đầu nói, có thể là ta đón sai rồi. Đi nào, sau này ta sẽ giáo huấn lại ngươi sau ứng tông đạo phất tay áo, cuồn cuộn rời khỏi viên bí cảnh này. Bọn họ vừa mới rời khỏi viên bí cảnh này, chỉ thấy trên không bí cảnh, đột nhiên tiếng lôi đỉnh mãnh liệt vang lên. Một đạo lôi điện xé rách hư không u ám. Tiếp theo là toàn bộ hư không bị nứt ra, bay trừ, hóa thành một ánh mắt bằng lôi đỉnh rất lớn. Ánh mắt mục sinh song đồng đầy cực lớn, rộng lớn trăm dặm, lan lộn giữa không trung, một chút lập tức tàn ti. Giữa không trung dường như chuyển tới thành âm. Ai gọi ta? Ai gọi ta? Thanh âm cuộn cuộn bà đi, biến mất, không thấy đầu nữa. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Trước một gian nhà tranh, ứng tâm đã mang theo Diệp Húc ra khỏi bí cảnh. Vừa mới ra khỏi cổng tre, đột nhiên cảm ứng được cái gì đó. Nhưng đầu lắng nghe, sắc mặt khẽ biến, lập tức khôi phục lại nguyên trạng, mỉm cười nói. Diệp sư đệ, lần này ngươi đã nghi ngờ tổ sư, vì huynh là tông chủ, không trách phạt người thì kẻ dưới khó mà phục tùng. Diệp Hùng sắc mặt khổ sở, chỉ nghe thấy ứng tông đạo mỉm cười nói, vì huynh phạt người diện bích một năm, định tầm suy nghĩ, người có dị nghị gì không? Có. Diệp phúc còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy ứng tông đạo tiếp tục nói, ừ, nếu người không có dị nghị gì, vậy diện bích đi thôi. Hắn hủy tay áo phất một cái, Diệp Phúc chỉ cảm thấy trước mắt trời đất như quay cuồng, bên tai truyền tới từng tiếng gió rít gào. Sư quang ở hai mắt chỉ nhìn thấy những toàn đối lớn nhoáng lên mà qua. Trong chớp mắt, hắn bị ứng tông đạo hủy tay áo phất lực một cái, bay cả ngàn dặm xa, bay thẳng tới một nơi không có người ở phía bắc luân hồi thiên bàn. Hoàng tuyển ba tông cấm bảo luân hồi thiên bàn chiếm đất cực kỳ rộng lớn. Thiên bàn này lơ lửng giữa không trung, chiếm tới mấy ngàn dặm xa. Mà tổng tổng đàn ở trung tâm, đàn núi phập phồng mà phương Bắc lại tĩnh mịch một mảnh. Tùy có đám núi nguy nga, nhưng rất có ít người đi qua nơi đó. Phương Bắc của Luân Hồi Thiên Bàn là nơi để trách phạt, chỉ có phạm sai lầm mới có thể bị trục xuất tới nơi đây. Diệp Phúc bị ứng tông đạo, phất lực một cái, đưa tới bên trong một mảnh núi lớn, không tự chủ được mà ngã xuống một đầm nước. Chỉ thấy hắn còn chưa chạm được tới đầm nước, những đoà hoa sen trắng như tuyết chậm rãi từ trong đầm nước mà sinh trưởng ra. Từng cánh hoa sen nở rộ, Diệp Phúc hoàn toàn rơi vào bên trong hoa sen, khoanh chân ngồi bên trong một đóa hoa. Ứng sư huynh, tên khốn kiếp, vừa rồi còn hỏi ta có dị nghị gì hay không, căn bản không đợi ta phản bác, liền đưa ta tới nơi này, không thể nào. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một vách tường trơn nhẵn như gương vậy, sóng nước chảy bên ngoài vách tường lưu lại bóng dáng của bản thân hắn. Bên cạnh vách đá này có một khối bia đá, bên trên viết bốn chữ to, vô vọng thiền bích những chữ viết này phong cách cực kỳ cổ xưa hẳn là đã có tương đối năm rồi thật là phải diện bích sao diệp phúc cẩn thận đánh giá vô vọng thiên bích này vách tường bóng loáng như gương ngọc này dường như dựng thẳng lên trên mặt hồ tâm điểm của hắn hơi động chỉ thấy ngọc bích như mặt hồ đột nhiên gợn sóng vô vọng thiên bích là một kiện vu bảo cực kỳ kỳ lạ phản ánh bản tâm của hắn bán ra đủ loại ý niệm bên trong lòng hắn ý niệm trong đầu không tinh khiết khiến cho mặt hồ điên gợn sóng. Diệp Phúc tĩnh tâm xuống, chỉ thấy vô vọng thiên bích dần dần bình tĩnh. Gợn sóng biến mất, xuất hiện bóng sáng của bản thân hắn. Chỉ thấy phía sau vô vọng thiên bích dần lên một vầng mặt trời trói trang. Trong mặt trời là một gốc cây ngọc thụ, ngàn lá ngàn cành, thủy khí rất mạnh. Ta còn có một chuyện trong mình, làm thế nào có thể ở trước vách này mà suy nghĩ chứ? Diệp Phúc đứng dậy, đột nhiên thì thấy bóng sáng của mình ở trong vách vô vọng thiên bích đột nhiên biến đổi hóa thành một thanh niên mặt mày tuấn lãng mơ hồ có thể nhìn ra giống hệ tổ sư khai phái của hoàng tuyền ma tông vô vọng thiền bích mở ra bóng dáng của khai phái tổ sư đột nhiên mở ra bàn tay to hùng hằng chụp thẳng xuống diệp húc mặt không chút thay đổi mà nói ngồi xuống bàn tay to này xuyên thẳng qua vô vọng thiền bích cuồn cuộn nổi lên một dòng nước lớn giống như tồn tại chân thật vậy diệp húc trong lòng cẩn thận sau đầu ong lên một tiếng bốn đạo công đức kim luân hiện lên. Thần giới trong tay của hắn dâng lên, không cần nghĩ ngợi, đó là một thức dương thiền thần vương diệt kiếp ấn. Giao động kịch liệt truyền tới, hư không ở giữa lòng bàn tay, hai người văng lên một tiếng, bị phá nát. Diệp Phúc đau đớn kêu lên một tiếng, không khỏi đầu gối mềm nhũn ra. Hắn bị bóng dáng của khai phái tổ sư bên trên vô vọng thiên bích, ép tới không thể ngồi yên, lại bên trên hoa sen nữa. Mạnh thật đấy! Diệp Phúc trong lòng khiếp sợ, bóng sáng của khai phái tổ sư trên vô vọng thiền bích xuất ra thực lực nhiều nhất chỉ đã dương thần kỳ đỉnh phong không nghĩ tới đã ép cho hắn không thể ngồi xuống được diệp húc từ khi xuất đạo tới nay dưới điều kiện cảnh giới ngang nhau từ trước tới nay đều là hắn trấn áp kẻ khác không ai có thể trấn áp hắn được một đầu không nghĩ tới ở vô vọng thiền bích này lại bị ăn một cái tát đau như vậy ta cũng không tin dưới cảnh giới ngang nhau người còn mạnh hơn ta diệp húc lại đứng dậy bàn tay to triển khai, thi triển ra thái hoàng thần vương khai thiên ấn. Thủ ấn giống như là khai thiên cự phủ, hung hăng bổ xuống vô vọng thiên bích. Luân hồi thiên bản ấn. Trong vô vọng thiên bích, truyền tới thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bóng dáng khai phái tổ sư, từ trong vô vọng thiên bích, đánh trong một trường. Chỉ thế trường lực hóa thành luân hồi thiên bản. Lục đạo bên trong luân hồi thiên bản xoay tròn chinh phạt lẫn nhau, tiến hóa thành thiên địa nhân yêu, quỷ A-tu-la làm cho thái hoàng thần vương khai thiên ấn bị mai một bên trong lục đạo ấn pháp quá tình diệu diệp bốc trong lòng cả kinh lại bị trấn áp không thể không ngồi xuống hắn có thể nhìn ra được bóng dáng của khai phái tổ sư trong vách tường xuất ra luân hồi thiên bản ấn này vẫn chưa hoàn toàn triển khai ra uy lực nếu đạo ấn pháp này hoàn toàn triển khai uy lực chỉ sợ không thể tin nổi thậm chí có thể siêu việt hơn cả trừ thiên thần vương công đức ấn đạo ấn pháp này chẳng lẽ là tâm pháp trấn giáo của Thánh Tông ta? Ấn pháp bên trong chư thiên luân hồi cấm điển sao? Không có tu luyện chư thiên luân hồi cấm điển là không thể học được luân hồi thiên bản ấn. Một khi đã như vậy, ta mượn tay của giả Lam Minh Tôn đánh nát vô vọng thiên bích này. Hô một tiếng, Diệp Phúc Tế khởi linh cữu thành đăng, âm phong từng trận, đăng quang lay động. Giả Lam Minh Tôn từ trong quan tài thỏ cái đầu ra, xích sắt rầm rầm rung động. Cái xích sắt này một đầu sỏ qua đầu xà la minh tôn một đầu là một con chó màu đen một người bột chó đều nhìn ra chung quanh lão đệ nơi này là địa phương nào xà la minh tôn hiếu kỳ hỏi minh tôn trước tiên giúp ta đánh nát vô vọng thiên bích này sau sẽ nói với ngươi diệp phúc trầm giọng nói cái này còn không đơn giản sao Hạo thiên quyền nhảy lên trên đầu già la minh tôn kéo cái xích sắt há mồm quát lớn thiên cầu khiếu nguyệt một đầu nguyên thần hạo thiên khuyển thật lớn từ trong miệng của nó bay ra mở cái mồm thật lớn chỉ thấy cái mồm rộng này ước chừng lớn như cái vách vô vọng thiên bích này nó tính toán một ngụm nuốt sạch toàn bộ vô vọng thiên bích này trong vô vọng thiên bích khai phái tổ sư thi triển bàn tay to nhanh nhàng ấn một cái đẩy lùi nguyên thần hạo thiên khuyển vào bên trong miệng của nó đầu hạo thiên khuyển này không tự chủ được mà ngã từ trên đầu của giả làm mình tồn xuống đất chỉ thấy dưới đầm nước lại xuất hiện thêm một đóa hoa sen nhanh chóng nở ra hoàn toàn tiếp nhận lấy con chó đen nhỏ này uông uông chó chết lão tử không làm gì được hắn hạo thiên quyền ngồi xổm trên hoa sen hướng tới khai phái tổ sư bên trong vách đá không ngừng sủa sủa nó tính toán muốn đứng dậy nhưng lập tức lại bị một bàn tay to ấn xuống chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm bên trên hoa sen tội nghiệp nhìn về phía của giả đa bình tôn